Dạ, anh Long đúng không ạ? Vâng, em là anh Long đúng không? Vâng, chào anh. Bắt tay anh ạ. Đây là nhà mình mới xây xong của anh. Vâng, mình nói gì ra? Quá tuyệt vời luôn. À thì tí nữa biết. Vâng, anh em sẽ được hát thử trực tiếp mà yên tâm. Này nó làm quán hát cho nên hay hay hay. Là quán hát nó kiểu khác, nó gia đình kiểu khác. Đúng rồi. Ừ. Nhà đẹp thích nhỉ? Dạ. Cứ ngắm nghía cái không gian nhà anh quá, sướng quá. Lúc bên kia mà hay xem bạn anh thì có cái bài Tình Đất thì em rất là thích. Có bài Tình Đất. Tí nữa xong ca Tình Đất nha anh. Mọi người sang thì với lại theo cái nhu cầu là sáng em điện anh rồi. Vâng. Em và em hồi như làm sao ok rồi được. Cho nó hài nhất tầm đi luôn. Cô chú anh chào cô. Thì vừa mê à, cô chú thì vừa mới về. Ở trong Nam vừa về. Con chào các cô, cô chú. Gọi yêu lên nhà mới. Nhà mình đông vui quá. Con chào chú. Đây là bố em. Vâng ạ. Đây là bác gái. Còn đây là cô. Còn con đến cô ruột. Còn con đến lắp một dàn âm thanh cho nhà mình đúng không ạ? À dàn âm thanh ạ. À. Vâng. Rồi, cảm ơn nhé. Vâng ạ. Đây là mẹ em. À, con chào cô. Dạ. Em tên là Long hả? Vâng, em tên là Long. Sinh năm bao nhiêu? Em 92. Rồi, giỏi chết. Dạ, không phải giỏi đâu. Rồi, còn ngắm nghĩa không gian thì sao? Loa chỗ nào? Vâng, đây thì em nói với anh rồi là hai cái đôn, hai bên là cục trúc để giữa. Có nghĩa là anh set up cho em cái bộ mà tầm 40 đến 50 hoặc là 50 đến 60 hay là trên tiền từ dưới 100 trở về là được. Tiền qua không quan trọng đúng không? Quan trọng nó phải hay và nó đẹp đó. Em chỉ cần là làm sao mà nó phù hợp cho ông em thì bố em thì thích hát. Đấy. Chú em cũng thích hát. Vâng. Em chỉ phục vụ cái đấy thôi. Hát thì tuyệt vời rồi. Thế nên em không mấy hát đâu. 1 2 3 4 5 6. 6 ban giám khảo, còn ban giám khảo anh. Đông lắm đông. Nãy vừa ngồi ở đây một dàn ở đây là bia rượu vừa mới xong xong đấy, vừa dọn. Từng đây ban giám khảo thì hơi căng thẳng đấy. Để làm sao mà anh set up mà nó ok nhất là được. Vâng. Bố có điện ông học vô đây ấy. Ông học ông qua ông bảo là tết loan đấy. Rồi sai rồi nên là anh em tự set up nhá. Vâng. Anh lên đây chưa? Để tạm đi. Em về chắc cái lo karaoke cái gì em sẽ lên đấy. Cứ lên nhá. Về nhà hát cho vui, sao phải đi đâu. Nhưng mà nó không có tay vịn. Nó nhạt nhẽo hơn hả? Thế là Long có vợ chưa em? Dạ, em hai con rồi. Hai con nữa? Vâng. Thế vợ em, vợ em hai cháu gái rồi, lớn rồi. Vợ có đây không? Dạ. Vợ có đây không? Vợ có. Vợ có đây mà ông vịn viết lớn thế hả? Đâu đây đang trêu bọn em. Có cái đôn không? Anh mượn cái đôn. Đôn hai cái loa hai bên. Đôn thì để sau em đóng xong được. À. Không em mượn cái ghế để kê tạm đi. Vâng. Ghế kê tạm á thì chỉ có hai ghế ăn thôi. Ghế ăn được. Bố đấy. Chạy đâu đấy? Con chạy đâu đấy? Thơm đấy. Thơm bố này. Đây là con gái hả? Vâng, đây là con thứ hai nhà em. Gái yêu bố nhà. Dạ. Quấn bố phết đấy. Đây, cặp này. Đấy. Có một cái ông ấy rất là thích anh. Mà ông chú. Ông chú mình nhớ, ông ấy theo dõi của anh lâu mà ông chưa lắp đâu. À, này, à? Sau này ông mới lắp nữa. Thế đâu đầu tí ông vào đấy. Thế à? Vâng. Ông đi rủ ông lên đây chơi. Sao thế? Vâng, có. Gọi rồi. Cảm ơn thế nào chưa? Màu sắc cực hợp với lại cái đồ hợp nội thất. Ông nhìn đôi này có đẹp không? Dạ. Đặt cái đồ nguyên bộ vào. Nguyên dàn karaoke. Đúng rồi, nguyên dàn luôn. Tí nữa cho ông test. Chẳng mấy khi nhà mình hôm nay đông vui này nhỉ? Ồ, hôm nay tất tần tật được gọi là chỉ thiếu một hai người thôi anh ạ. Kiểu tưởng hôm nay về nhà mới. Vâng. Chưa, hôm nay chưa đến nhà mới mà các chú ở trong Nam về nữa. Lệ chưa đủ. Chú đủ nhà em đông lắm. Đang còn thiếu hai phần nữa đấy. Vâng. Đông vui thật đấy. Càng đông càng vui. Xin đây mà ban giám khảo mỗi người hát một bài, không có người chấm điểm nào. Giờ cho em hát bài đầu tiên. Là hơi bị khoai á. Không vấn đề gì đâu, em nghe rồi, cái miễn làm sao mà em nghe cái chất lượng âm thanh rồi. À, anh với lại cái chế độ bảo trì hay là chế độ bảo hành nó ok nhưng mà được. Sao âm thanh nhiều nơi thế sao em lại chọn Hoàng Long của anh? Em nghe vì cái bài Tình Đất em vẫn nghe anh hát rất nhiều. À. Không có cái lần nào mà anh đi tiết mà không hát cái bài Tình Đất cả. Đấy thật. Vì cái bài Tình Đất là cái bài giống như người tiết loa, còn tiết loa là nó có một cái âm thanh tiết loa nó khác, phòng bay nó khác và phòng hát nó khác. Đúng rồi. Chúng ta có kinh nghiệm đi hát nhiều không? Ôi, em đem nhân viên đi hát suốt. Cái này là cùng một hãng đúng không anh? Đúng rồi, cùng một hãng thôi. Đồng bộ luôn này. Bảo là tư vấn cái loa hay là ấy là em nhưng cái cả anh của em là anh biết phải lắp cái loa này rồi. Đúng rồi, bây giờ là nó phù hợp với cái màu luôn đấy. Chứ mà chuẩn ra lấy màu đen nó là phù hợp rồi. Đúng rồi. Nó không đẹp lắm hả? Vâng. Mà may sao cái đôi này vừa về. Vâng. Vì là cái lúc mà anh gửi cho em cái mặt loa không là không có màng. Đúng rồi. Là em sợ mấy con bé nhà em nó nghịch lắm. Không, nó có màng mà. Thì mát đi.
Nhà đang thiếu bộ bàn ghế, mai trưa mai mới về. Cho nên là thiếu bộ bàn ghế để cho mọi người ngồi, cho nên là quay nhiều lúc nó không đẹp được. Em mới kêu bộ bàn ghế này thì tuyệt vời nhỉ. Mình lắp ở đâu mà giờ mới về đến đây anh? Lắp mấy nơi từ sáng rồi. Vâng. Bây giờ mới dạ. Có kịp thời gian về cho em. Vâng vâng vâng. Nên là phải báo trước là lắp hơi muộn một tí, em thông cảm. Vâng vâng. Gặp được anh là ok rồi, em chỉ sợ là nhờ fake thôi. À, fake. Đấy. Vì là em liên hệ trực tiếp mà. À. Không ăn bài. Ông Tùng không bỏ được đâu. Nghẹn rồi. Ông Tiện nghẹn rồi. Còn ông Bình thì không gặp mà mấy thì không biết. Cái này là tivi này là nhấc ra kiểu gì nhỉ? Long nhỉ? Phải khênh nhỉ ạ? Khênh nhỉ? Cái này nặng lắm. Rồi cắm. Em phải rút nó đằng sau ra, đây là đang ra nhổ. Thôi, cắm dây. Để em nó cắm dây cổng quang là xong. Nhanh nhận hết đâu. Không biết nó nặng như nào không? Cho tập cơ tay đi. Đỡ chú. Nhận đâu, nó có cờ chứ. Rồi, cài. Cài chưa? Rồi. Không thấy nào. Rồi, thả tay xuống rồi. Chưa vào à? À đây rồi. Không đúng giờ là rơi đấy. Vẫn chưa vào nhỉ? Bên này hả? Chưa bên kia chưa được. Sao nó cứ xuống cái gì? Bên kia được chưa? Anh là tính mắt nhìn. Ok rồi. Lắp vào cái G là được mà. Dạ. Cứ đã vào G là được. Được không ạ? Đừng ngồi. Được rồi đấy. Sắp nè. Giờ đóng phòng này bắt đầu ca. Nhảy. Mai buồn gần ghế nữa, về nữa là có ông có bà thầu chơi. Bàn chân lắm buồn khuya sớm đất.
Đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ đêm trong muôn chiều, mai mốt này cuộc đời quanh hiu. Xa nhau xin nhớ ngày ban đầu xao xuyến, xin nhớ người mong chờ ưu phiền, xin nhớ đêm tiễn đưa em về. Ngàn ngày xưa trong danh dự đến ngàn ngày sau, khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cảnh biệt đi nhau. Ra đi mang bóng hình của người con gái, trong bóng hình núi dòng sông dài, hai bên yêu cách mỗi hình hài. Ngày về muôn lòng nở hoa, ngày về thanh bình hoan ca, non nước một nhà cưới thắm mặn mà, như tình đôi ta ngô sắn đầy nhà, em bé cụ già vui bài tình ca, từng bừng thiên tha. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều giăng ra, ai tìm ai dưới trăng nghiêng bóng gõ dài vặn vặn. Ai đặt tên cho kỷ niệm là nỗi đau của ngày hôm qua? Ai đặt tên chúng ta là người lạ? Có phải đêm qua thức trắng để gắp con tim làm hai ngàn? Ngàn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hát hiện màu. Kịp sáng mang đến mình làm quà cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa áo nhau. Anh đợi em, anh chọn em nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lăn la hỏi thăm, lẹt trộm vào đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lá cái hoặc khách tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao gió sao. Hồi mùa thu đang rung miên mang, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết nữa nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bầu? Hơi siêu bóng ơi, hơi siêu bóng, vì mình chưa hết tôi phải tìm sao, vì mọi người ta đã đi lấy chồng. Đêm còn những phong thư không gửi cho ai, chỉ viết cho vơi niềm đau, vì nỗi nhớ trong anh còn trong đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai? Dù lần ấy xa xôi, từ khi anh yêu tay lời biến, vạt áo đắm buồn tay em một lần níu kéo, ướt đẫm cơn mưa chiều nay, mà chẳng thấy đôi tay mệt mỏi. Một niềm nhớ hoàng đùa, biết đến khi nào tan thành mưa, lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nào anh có em. Đường mòn anh đi như đang dài thế, anh có quên sao không, nên anh bay hôm nay
anh tìm sâu trong tim. Hẹn em một mai nơi ta gần nhau, nơi ấy con tim luôn bình yên, nơi có em trong giấc mơ anh mơ đêm đêm. Rồi, cảm ơn em không? Cảm ơn nhá. Sức khỏe nhá. Vâng, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn mọi người nhá.